Thưa quý vị, mùa báo cáo tài chính quý 2 của năm 2024 đã bắt đầu với 13 doanh nghiệp đưa ra ước tính kết quả kinh doanh hoặc là công bố báo cáo tài chính cho cùng quý. Trong đó thì tổng lợi nhuận sau thuế quý 2 của năm nay của 13 doanh nghiệp giảm 10,4% so với cùng kỳ của năm 2023. Chi tiết trong phóng sự ngay sau đây. Ước tính lợi nhuận trước thuế quý 2 của ACV đạt 2.354 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lũy kế 6 tháng đầu năm nay, ACV ghi nhận tổng doanh thu hơn 11.000 tỷ đồng, tăng 21,7%. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 5.983 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cùng kỳ. MBS là công ty chứng khoán đầu tiên công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 với lợi nhuận sau thuế đạt 217 tỷ đồng, duy trì mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2023, tăng 75,4% và so với quý 1 năm 2024, tăng 18,7%. Vinachem, doanh thu 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 31,3 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 18%, thực hiện 55% kế hoạch năm, lãi cộng hợp ước đạt 815 tỷ đồng. Ở nhóm xây dựng, công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh là doanh nghiệp đầu tiên công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với lãi sau thuế đạt 129 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ. Theo lý giải của công ty này, việc tăng lợi nhuận dòng từ hoạt động của BOT Trung Lương Mỹ Thuận đã giúp biên lợi nhuận của công ty cải thiện. Một doanh nghiệp có cổ phiếu tăng hết biên độ trên sàn Upcom nhưng lại báo lỗ quý thứ 18 liên tiếp. Công ty cổ phần nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội Kinh Bắc HKB vừa báo lỗ sau thuế gần 15 tỷ đồng. Trong quý 2, doanh thu thuần của HKB đạt hơn 1,5 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ.